Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 017. Bài này nằm trong khoa học vô cơ cơ bản 11. Chuyên đề bài toán nâng cao về hợp chất có tính khử, tác dụng với hỗn hợp gồm có H cộng và NO3 trừ. Để giải quyết được bài toán này, trước tiên các em cần nắm vững cho thầy 4 cái phương pháp mà thầy thống kê ở đây và áp dụng thành thạo nó vào từng bài mà toán cụ thể một. Nếu bạn nào đó mà chưa thành thạo thì thực sự là các bạn rất khó khăn để xử lý những bài toán khó như thế này. Trông vậy thôi nhưng mà khi các em xử lý trong thời gian ngắn, rất khó xử lý nếu các em không rèn luyện rất là nhiều bài kiểu thế này. Áp dụng cụ thể vào bài toán mã số ID 017 này, thầy minh họa như sau. Việc đầu tiên là thầy sơ đồ hóa bài toán. Trong sơ đồ này, thầy giải thích một vài ý để các em hiểu hơn về sơ đồ. Thứ nhất là thầy sử dụng quy đổi hỗn hợp sắt và oxit sắt là Fe và oxy nguyên tử, còn FeNO3 hai lần thầy vẫn giữ nguyên. Thứ hai, hỗn hợp khí bay ra chắc chắn là khí NO và khí hydro. Vì sao lại thầy biết như vậy? Bởi vì đề thi cho các em một khí hóa nâu chắc chắn là NO rồi. Thế còn hydro của thầy tìm được vì sao? Bởi vì tìm được M trung bình bằng 24,1 lấy M nhỏ chia N. 24,1 thì chỉ có hydro mới nhỏ 24,1 thôi. Như vậy thầy sẽ tìm ra trực tiếp được NO và hydro số mol tương ứng. Tiếp theo cái Y của thầy, thầy không chứng minh được nó là sắt 2 hay sắt 3. Vì thế thầy cho tổng quát là có cả hai và thay bằng FeN cộng. Đó. Đề thi người ta cho chỉ cho muối trung hòa, tức là H cộng phải hết. H cộng hết thì thầy có thể nghĩ đến công thức giải nhanh. Đó, đây là cái vấn đề mà các em hình dung. Tiếp theo là phản ứng phụ giữa Y và NaOH thì kết tủa thầy quy đổi thành sắt và OH trừ. Đó. Thế sau khi mà thầy giải thích xong cái sơ đồ rồi, bây giờ ốp vào để tính toán thầy có như sau. Thứ nhất là người ta yêu cầu các em tính khối lượng, ở đây là tính khối lượng kết tủa, tức là khối lượng này thì các em phải tìm được sắt và OH trừ. Thầy sẽ tìm được OH trừ thông qua đổi điện tích. Ở đây của thầy S42 trừ giữ nguyên, K cộng giữ nguyên. Như vậy thầy dùng đổi điện tích thì tìm ra được OH trừ bằng 0,77. Tại sao lại như vậy? À, các em chú ý thầy như sau. Thầy sẽ tìm ra điện tích để trung hòa sắt N cộng. Đó, trung hòa sắt N cộng. Thì kết quả thầy có là như sau, 0,77 các em nhân cho thầy với 2. Sau đó trừ đi 0,77, vậy bằng 0,77. 0,77 là điện tích âm để trung hòa sắt N cộng. Suy ra OH trừ của thầy cũng phải bằng điện tích âm đó, bằng 0,77. Sau khi có 0,77 rồi thì OH trừ tìm được rồi, bây giờ tìm sắt. Đầu tiên thầy bảo toàn nguyên tố liter. Liter của thầy là 0,15 bay ra sẽ trừ đi 0,05 là 0,1. Sau đó các em chia 2 thì ra FeNO3 hai lần là 0,05. FeNO3 hai lần 0,05 thì suy ra thầy có là sẽ tìm được sắt. Bảo toàn khối lượng tìm được sắt. Lấy 23,56 trừ đi NO3 trừ. NO3 trừ ở đây. Trừ đi oxy ở đây. À, vấn đề oxy ở đây thầy chưa biết. Thầy tìm bằng cách nào? Đó là thầy dùng công thức giải nhanh. H cộng của thầy sẽ bằng 4 lần NO, 2 lần hydro và 2 lần oxy. Từ đó suy ra oxy là 0,07. Như vậy các em sẽ có là 23,56 bảo toàn khối lượng trừ oxy là 0,07 nhân 16 trừ đi NO3 trừ. NO3 trừ là 0,1 nhân 62. Kết quả tìm ra tổng sắt bằng 0,29. 0,29 mol thì suy ra là khối lượng kết tủa sẽ bằng 0,29 nhân 56 là khối lượng của sắt cộng với 0,77 nhân 17 là khối lượng OH trừ. Kết quả tìm ra được là 29,33 gram. Như vậy đáp án thì có là D.